những con người sáng tạo, giỏi chuyên môn, tận tâm, trách nhiệm, nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng. Tạo nên một tâm bình, mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Tâm Bình, thương hiệu dược phẩm được nhiều người yêu mến với các sản phẩm như viên gút Tâm Bình, viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, viên tiêu hóa Tâm Bình, thấp rượu nang Tâm Bình đã và đang trở thành bạn đồng hành của nhiều bệnh nhân trên khắp mọi miền đất nước, ghi dấu ấn trên thị trường dược phẩm và trong lòng người tiêu dùng. Thành công của Tâm Bình hôm nay là kết quả của sự kế thừa, nghiên cứu và phát triển tinh hoa của các bài thuốc y học cổ truyền của dân tộc và kinh nghiệm bào chế gia truyền quý báu trăm năm. Cả cuộc đời đam mê, hơn 20 năm trong nghề làm thuốc, 13 năm làm việc cho nhiều cơ quan doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước của Tổng Giám đốc Dược sĩ Lê Thị Bình đã trở thành nền tảng vững chắc cho Tâm Bình vươn lên. Khởi đầu vững, hướng đi đúng, Tâm Bình đang phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rộng hơn 8.000m² tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Với dây chuyền máy móc hiện đại, công ty đã xây dựng những làng thuốc và các vùng chuyên canh để cung cấp nguồn dược liệu ổn định cho nhà máy. Tất cả các nguồn dược liệu này đều được kiểm định chất lượng chặt chẽ. Dược sĩ Lê Thị Bình cũng là người hướng dẫn công nhân cách sao tẩm sơ chế dược liệu trước khi đưa vào bào chế thành viên nang hiện đại, tiện sử dụng, dễ hấp thu và bảo quản lâu dài. Các sản phẩm này đều được kiểm nghiệm bởi các cơ quan y tế trước khi tới tay người tiêu dùng. Đúng với phương châm đặt chất lượng lên hàng đầu, các sản phẩm của Tâm Bình không ngừng được nghiên cứu để nâng cao hiệu quả. Rất nhiều người bệnh đã có thể sinh hoạt bình thường và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống nhờ các sản phẩm của Tâm Bình. Tôi uống ngay cái hộp đầu tiên, sau hết cái hộp đầu tiên thì tôi thấy nó chuyển. Đấy. Sau hộp thứ hai thì tôi quá mừng vì thấy nó chuyển rất là nhanh. Tôi uống thêm 3 hộp nữa thì tôi thấy tôi hoàn toàn khỏi bệnh, đấy, không đau nữa. Do một sự giới thiệu của người bạn, tôi được biết những sản phẩm đại tràng Tâm Bình. Và qua một quá trình điều trị khoảng từ 2-3 tháng thì tôi thấy dùng sản phẩm rất là tốt và sức khỏe của tôi đang hồi phục. Thay mặt những bệnh nhân của Tâm Bình để xin gửi đến công ty dược phẩm Tâm Bình và đặc biệt là cá nhân dược sĩ Lê Thị Bình những lời cảm ơn sâu sắc nhất của những bệnh nhân mà đã được dược phẩm Tâm Bình chữa khỏi. Bên cạnh những nội lực dựng xây từ bên trong, Tâm Bình luôn có sự đồng hành và cố vấn chuyên môn của Hội đồng Cố vấn, những chuyên gia đầu ngành về y học cổ truyền Việt Nam như giáo sư bác sĩ Hoàng Bảo Châu, giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Oánh, phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bá Do. Sự hội tụ trí tuệ, học thuật, kiến thức kết hợp với kinh nghiệm bào chế gia truyền tạo nên hiệu quả, nâng tầm giá trị các bài thuốc đông dược. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Lê Thị Bình, cái tài, cái tâm của người dẫn đầu trở thành kim chỉ nam, thành động lực kết nối những con người cùng chí hướng. Mỗi cán bộ công nhân viên Tâm Bình, trước thử thách khốc liệt của thị trường dược phẩm, đều luôn nằm lòng khẩu hiệu tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo vì sự phát triển lớn mạnh, vững bền của toàn công ty. Một trong những yếu tố quan trọng có phần làm nên thành công của Tâm Bình là tiềm lực tài chính vững chắc và có chiến lược truyền thông đúng đắn, bài bản. Chỉ sau hơn 4 năm ra thị trường, Tâm Bình đã khẳng định được chỗ đứng và có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình 30%, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Chiến lược truyền thông hiệu quả cũng góp phần thúc đẩy doanh số và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng. Và hơn hết là mang các sản phẩm của Tâm Bình tới gần hơn với người tiêu dùng, đem lại sức khỏe cho người bệnh ở khắp mọi miền Tổ quốc. Luôn xác định, phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.
Trong những năm qua, Tâm Bình đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp miền xuôi, miền ngược, vùng núi cao hay những bản làng xa xôi. Đâu đâu cũng ghi dấu chân của người thầy thuốc có tấm lòng nhân ái. Những hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng đã gắn liền và trở thành thương hiệu của dược phẩm Tâm Bình. Bước vào Tâm Bình là bước vào môi trường nơi văn hóa doanh nghiệp được coi trọng, nơi đoàn kết là sức mạnh, là tiền đề cho những sáng tạo và đam mê công việc được phát huy tối đa. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, các cuộc thi quy mô toàn công ty. Để cán bộ công nhân viên vui chơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các thành viên, tổ chức những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp để cán bộ công nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và thấm nhuần văn hóa tư tưởng của công ty. Hàng năm Tâm Bình còn tổ chức các tour du lịch tham quan các nước Mỹ, châu Âu, Thái Lan để tri ân khách hàng đã ủng hộ và hợp tác với công ty trong suốt thời gian qua. Tìm người giỏi, trọng người tài, được gợi mở tiềm năng ẩn chứa, đó là những kế sách thúc đẩy mỗi cá nhân nỗ lực cố gắng vì sự phát triển của ngôi nhà chung Tâm Bình. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, công ty dược phẩm Tâm Bình đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen cao quý, thương hiệu mạnh phát triển bền vững, thương hiệu dược phẩm an toàn về sức khỏe cộng đồng, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Cá nhân Tổng Giám đốc Lê Thị Bình đã vinh dự 3 lần được đón nhận cúp bông hồng vàng, tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, cúp thánh gióng, cúp doanh nhân tâm tài. Và trên hết là sự ghi nhận tri ân trong lòng của người bệnh. Công ty chúng tôi luôn xác định lấy chữ tâm làm gốc trong mọi hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh. Vì vậy, với vai trò là người lãnh đạo, không những bản thân mình luôn tâm huyết với công việc, mà tôi còn truyền lửa cho nhân viên của mình cũng phải tâm huyết đối với nghề nghiệp cũng như đối với người bệnh. Đúng như là kim chỉ nam của công ty là Tâm Bình, mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. 5 năm một thương hiệu, 5 năm một chặng đường vất vả, nhưng Tâm Bình luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, đã trở thành bệ phóng vững chắc cho Tâm Bình vượt thách thức hướng tương lai. Tâm Bình, 5 năm thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng.